thực phẩm bảo vệ sức khỏe trà nhân sâm Ginseng House, chiết xuất từ nhân sâm Hàn Quốc, dạng bột dễ khuấy và dễ hòa tan, tiện dụng và tốt cho sức khỏe. Ưu điểm đặc biệt của nhân sâm Hàn Quốc có chứa hàm lượng saponin dồi dào, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, tăng khả năng tập trung, chống mệt mỏi, giúp chúng ta có thể hồi phục sức khỏe cho những người bị suy nhược cơ thể và hỗ trợ làm giảm lượng cholesterol ở trong máu. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm này của chúng tôi ngày hôm nay phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng khác nhau, với người trưởng thành, người cần bồi bổ sức khỏe, người mới ốm dậy và người làm việc trí óc hay căng thẳng quý vị nha. Hãy nhanh tay lựa chọn sản phẩm chính để nhận thêm quà tặng đặc biệt là kẹo sâm Hàn Quốc có vị ngọt thanh giúp chúng ta ăn thơm miệng và sảng khoái tức thì. Và đặc biệt khi có trong chương trình lần này mà thôi, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trà nhân sâm Ginseng House. Combo 3 hộp, 50 gói một hộp quý vị nha. Tặng thêm cho quý vị 2 gói kẹo sâm với trọng lượng là 200g một gói. Mức giá của nhà cung cấp là 630.000 đồng. Ngày hôm nay trên VTV Huy Đài Hộp Shopping, mức giá chỉ còn 499.000 đồng mà thôi. Sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Hãy nhanh tay sở hữu ngay. Cô Miến và Quang Quý xin được gửi lời chào quý vị khách hàng thân thiết của VTV Hyundai Home Shopping. Ông quý vị thân mến, một trong những dòng sản phẩm bán rất chạy và cũng là những dòng sản phẩm chủ lực của VTV Hyundai Home Shopping đó là những dòng sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Với Hàn Quốc thì đây là một quốc gia tiên tiến có rất nhiều những dòng sản phẩm tốt để chăm sóc sức khỏe cho con người, phổ biến và được tin dùng trên thế giới. Và một trong những dòng sản phẩm mà Quang Quý thấy là rất là nhiều người khi mà đi đến Hàn Quốc mua về sử dụng đó là những cái chế phẩm từ sâm, có thể kể đến như là nhân sâm, hồng sâm hay là kẹo sâm và trà sâm. Và ngày hôm nay thì chúng tôi gửi đến cho quý vị hai dòng sản phẩm mà Phụng Yến nghĩ là gia đình của mình sẽ rất là thích và phù hợp sử dụng cho nhiều đối tượng luôn. Đó là mình sẽ có là vừa là trà sâm vừa là kẹo sâm luôn. Đúng rồi thưa quý vị, với dòng sản phẩm lần này được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc cho nên là quý vị có thể hoàn toàn an tâm về nguồn gốc xuất xứ của nó quý vị nha. Nói về sâm thì tin chắc rằng tất cả chúng ta cũng đã rất là quen thuộc rồi đúng không ạ? Đó là một loại dược phẩm rất là tốt cho sức khỏe với hàm lượng saponin rất là dồi dào và bên cạnh đó được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, một nơi được mệnh danh là vương quốc củ sâm cho nên mọi người cũng có thể là hoàn toàn yên tâm về chất lượng của nó quý vị ạ. Và với rất là nhiều những đối tượng khác nhau thì Quang Quý cũng thấy ở Phùng Yến là có rất là nhiều người là không có chịu được cái mùi sâm á, thì chúng ta cũng có thể là sở hữu dòng sản phẩm này để chúng ta có thể thử từ từ, tại vì cái mùi trà sâm nó rất là nhẹ, nó thoang thoảng thôi và nó tạo một cái mức độ vừa phải cho người có thể sử dụng. Tuy nhiên thì cũng cung cấp một cái hàm lượng saponin cũng như là hàm lượng những chất dinh dưỡng cần thiết giúp cho tất cả chúng ta có thể tỉnh táo hơn và hỗ trợ rất là nhiều cho những hệ cơ quan trong cơ thể của mình. Và đặc biệt chỉ có trong chương trình lần này mà thôi quý vị nha, khi quý vị sở hữu dòng sản phẩm của chúng tôi với chọn một bộ combo đó chính là 3 hộp trà sâm quý vị nha. Và trong mỗi hộp như thế này thì có 50 gói và mỗi gói là 3g quý vị nha. Thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 150 gói sử dụng trong khoảng thời gian lâu dài. Và không dừng lại ở đó còn được tặng thêm 2 gói kẹo sâm nữa quý vị. Mỗi gói là trọng lượng là khoảng 200g. Như vậy là chúng ta đã có chọn một bộ combo vừa có trà sâm vừa có kẹo sâm với mức giá cực kỳ hấp dẫn trong chương trình kỳ này. Quý vị có thể là nhìn thấy cái mức giá nhà cung cấp dành cho bộ sản phẩm ngày hôm nay là 630.000 đồng. Nhưng mà khi quý vị các bạn chúng ta mua sắm với VTV Hyundai Home Shopping, chúng tôi mang đến những dòng sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc chính hãng nhưng với giá rất là hấp dẫn. Trọn bộ chỉ có 499.000 đồng mà thôi quý vị nha. Chúng ta có thể là mua về làm quà cho ông bà bố mẹ của mình nè, hoặc là gửi lời cảm ơn tri ân đến đối tác, thầy cô, những người có ơn trong cuộc sống của chúng ta, những người mà chúng ta thương yêu trong cuộc sống của mình nữa quý vị nha. Và số lượng sản phẩm quý vị các bạn chúng ta sẽ nhận rất là nhiều luôn. Trong một cái giỏ quà như thế này quý vị các bạn chúng ta có thể là đếm được số lượng sản phẩm chúng ta có rất nhiều quý nha. Đúng rồi thưa quý vị, cả một giỏ quà như thế này chúng ta có thể là gửi tặng những người thân yêu của mình, giống như là Phụng Yến cũng đã có chia sẻ và bây giờ trên tay Quang Quý đây ạ. Cả một giỏ quà như thế này, thật ra là có rất là nhiều những cách chúng ta lựa chọn những món quà khác nhau. Tuy nhiên thì món quà sức khỏe thì lúc nào cũng được trân trọng rất là nhiều đúng không ạ? Và một món quà đầy ý nghĩa mà chúng tôi tin chắc rằng tất cả mọi người có thể là dành tặng cho nhau trong những cái dịp lễ Tết nè, hoặc là đặc biệt chúng ta muốn thể hiện sự cảm ơn, lòng biết ơn với bất kỳ người nào trong cuộc sống của mình đã giúp đỡ mình và những cái người mà chúng ta cảm thấy giống như là cần bồi bổ sức khỏe giống ông bà cha mẹ của mình, thì chúng ta có thể sở hữu trọn bộ combo trong chương trình lần này. Và tất nhiên khi mà quý vị mong muốn sở hữu thì rất là dễ dàng, hãy nhấc máy lên và điện thoại về cho chúng tôi quý vị nha. Không có số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình, quý vị đặt bao nhiêu bộ sản phẩm chúng tôi cũng sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc và tất nhiên là miễn phí chi phí vận chuyển quý vị nha. Chỉ cần đầu tư 499.000 đồng, chúng ta đã mang về dòng sản phẩm chất lượng đến từ Hàn Quốc. Sản phẩm trà nhân sâm Hàn Quốc hòa tan dễ dàng vào trong nước và rót ra ngay những ly trà sâm hấp dẫn, thơm ngon, tỉnh táo và mang vị sâm đặc trưng của Hàn Quốc để có thể gửi tặng cho ông bà, cha mẹ ở trong gia đình của mình. Một ngày quý vị có thể khởi đầu bằng một ly trà sâm, uống vào cảm thấy tỉnh táo hơn, sảng khoái hơn và tràn đầy năng lượng. Với nguồn sâm từ Hàn Quốc dồi dào saponin, chăm sóc cho cơ thể của mình, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa. Đầu tư mức giá rất hấp dẫn,
499.000 đồng, chúng ta có thể mua sản phẩm này làm quà tặng cho những người lớn tuổi trong gia đình của chúng ta, hoặc làm quà tặng cho khách hàng, các đối tác, thể hiện sự trân quý, sự yêu thương đối với họ. Và ngày hôm nay khi quý vị các bạn chúng ta lựa chọn dòng sản phẩm này, chúng tôi còn gửi thêm kẹo sâm làm món quà tặng nữa để chúng ta có thêm thật nhiều những giá trị trong bộ sản phẩm ngày hôm nay quý vị nhé. Đôi khi cuộc sống rất là áp lực và mệt mỏi khiến cho chúng ta căng thẳng, không đầy đủ những cái nguồn dưỡng chất trong cơ thể của mình. Mình cảm thấy là cần có dòng sản phẩm để chúng ta có thể là hồi phục cơ thể ngay, cảm thấy là tỉnh táo, minh mẫn và sảng khoái hơn, thì những gói trà sâm có ngay ở trên bàn làm việc của mình sẽ là một giải pháp. Hòa nhẹ vào bên trong nước thôi, chúng ta sẽ có thể giải tỏa căng thẳng cùng với trà nhân sâm Hàn Quốc quý vị nhé. Rất là dễ dàng để có thể hòa tan, dễ dàng uống nữa, và hương vị nhân sâm dịu nhẹ, chúng ta có thể là thưởng thức ngay hoặc là mời khách một ly trà sâm và tất cả mọi người sẽ cùng cảm nhận được cuộc sống chất lượng hơn, vui vẻ hơn, xua tan những cơn buồn ngủ, xua tan những cảm giác thật là bực dọc mỗi ngày quý vị nhé. Hãy đầu tư ngay 499.000 đồng, dòng sản phẩm này chúng tôi sẽ giao đến tận nhà cho quý vị, hoàn toàn miễn phí chi phí vận chuyển trên toàn quốc. Mỗi một hộp có là 50 gói và chúng ta có trọn bộ 3 hộp, lên đến là 150 gói để sử dụng trong một thời gian dài. Số lượng nhiều và lại còn nhận quà tặng là 2 gói kẹo sâm nữa, cũng là sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc luôn. Yên tâm lựa chọn hàng chính hãng cùng với VTV Hyundai Home Shopping, sản phẩm sẽ được giao đến tận nhà. Quý vị hãy gọi ngay để chúng tôi có thể giao hàng cho mình quý vị nhé. Yên tâm lựa chọn thực phẩm bảo vệ sức khỏe trà nhân sâm Ginseng House, chiết xuất từ nhân sâm Hàn Quốc, dạng bột, dễ khuấy, dễ hòa tan, rất là tiện dụng và sử dụng tốt cho sức khỏe. Ưu điểm đặc biệt của nhân sâm Hàn Quốc với hàm lượng saponin dồi dào giúp tăng cường hệ miễn dịch, tăng khả năng tập trung và chống mệt mỏi, phục hồi sức khỏe cho người bị suy nhược cơ thể và hỗ trợ làm giảm cholesterol quý vị nha. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Quý vị có thể lựa chọn sản phẩm này để sử dụng phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình của mình, như người trưởng thành, người cần bồi bổ sức khỏe, người mới ốm dậy, người làm việc trí óc hay căng thẳng. Và đặc biệt chỉ có trong chương trình lần này mà thôi, chúng ta sẽ có ngay quà tặng hết sức đặc biệt quý vị nha. Kẹo sâm Hàn Quốc vị ngọt thanh giúp thơm miệng và sảng khoái tức thì. Cơ hội sở hữu với mức giá rất là hấp dẫn, chúng ta mua combo 3 hộp, mỗi hộp là 50 gói, tổng cộng mình có 150 gói và mình được tặng thêm là 2 gói kẹo sâm 200g một gói nữa quý vị nha. Thay vì phải chi trả là 630.000 đồng theo giá của nhà cung cấp thì giá ngày hôm nay chỉ có 499.000 đồng mà thôi. Yên tâm với dòng sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Cảm ơn tất cả quý vị vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với Quang Quý và Phụng Yến trong chương trình mua sắm ngày hôm nay. Và thưa quý vị, tất nhiên là trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta sẽ có những cái lúc mà chúng ta phải tiếp khách đúng không ạ? Những lúc mà khách đến chơi nhà, là người xưa có câu là khách đến nhà không trà cũng nước đúng không nào? Thì lúc nào chúng ta cũng mong muốn là tiếp khách của mình với những cái ly nước thật là ấm nóng. Và bên cạnh đó thì trong cái thời buổi hiện đại ngày nay, khi mà chúng ta có thể là kết hợp cùng với những dòng sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài, và cụ thể đó chính là Hàn Quốc. Và với dòng sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị, đó chính là những gói trà sâm như thế này quý vị nha. Với sâm thì xuất xứ từ Hàn Quốc thì tất nhiên là chúng ta đã rất là yên tâm rồi. Đó là một cái vương quốc củ sâm đúng không nào? Và từ đó thì chúng ta cũng có thể là yên tâm về cái chất lượng ở phía bên trong quý vị nha. Và ở bên trong là chia thành 50 gói và mỗi gói là 3g. Với việc rất là tiện lợi và dễ dàng như thế này, chúng ta có thể mang theo ở bên mình quý vị ạ. Đó, những chiếc hộp được đóng gói một cách rất là kỹ càng như thế này, chúng ta chỉ cần mở ra thôi. Đó, ở bên trong có tổng cộng mỗi hộp là 50 gói như thế này quý vị nha. Rất là nhỏ gọn để cho chúng ta có thể sử dụng. Mình chỉ cần lấy ra nè, đó, và nếu mà mình uống thì mình chỉ cần xé ra thôi, hòa cùng với nước lạnh hoặc là nước ấm tùy theo sở thích của chúng ta. Rất là đơn giản để quý vị các bạn có thể thưởng trà đúng không nào? Không cần là chúng ta phải hãm trà quá là lâu đúng không? Bây giờ thì Phụng Yến có thể là pha chế ngay là một ly trà để có thể là thưởng thức và quý vị có thể là cảm nhận được sự tiện lợi của nó quý vị nha. Những cái gói trà sâm như thế này đó, được đóng gói nhỏ gọn, quý vị có thể là tùy theo mình muốn uống nhạt thôi hay là đậm, mà mình có thể cho là từ 1 đến 2 gói. Và khi mà quý vị thấy là mình đổ ra thì nó là dạng bột, nó rất là dễ hòa tan, cho nên là ngay cả khi mà quý vị uống nước ấm hoặc là nước lạnh cũng được luôn, chúng ta cũng có thể là yên tâm là trà của mình sẽ hòa tan rất là tốt luôn quý vị nha. Đã có thể là cho một gói vào ở bên trong như thế này, một gói thôi thì Yến thấy là cái màu nó cũng rất là đậm như thế này rồi đó Quang Quý à. Nhưng mà nếu có nhiều người thích là cái mùi sâm nó sẽ là nồng hơn một chút xíu đó, thì chúng ta cũng có thể là cho thêm một gói đó. Ngay khi là dạng bột gặp nước thì quý vị thấy là nó sẽ tan rất là nhanh luôn quý vị nha, và chúng ta có được là một cái ly trà sâm như thế này. Wow, màu sắc đặc trưng, vừa rót vào thôi là đã nghe cái mùi hương rất là thơm rồi đó Quang Quý à. Và bây giờ Phụng Yến sẽ thưởng thức thử xem cái hương vị của trà sâm như thế nào nha. Đúng rồi thưa quý vị, và tin chắc rằng nếu mà chúng ta có thể nhớ về những cái thời xa xưa, khi mà mình mong muốn là có những cái ly trà sâm như thế này á, thì mình phải lựa nguồn gốc sâm nè, rồi mình phải hãm trong một khoảng thời gian rất là lâu. Và chưa kể nếu mà quý vị hãm trà không đúng cách thì rất là dễ dàng mất đi những thành phần dinh dưỡng ở trong sâm. Và bên cạnh đó thì ngày xưa sâm rất là đắt quý vị ạ. Đó, mỗi khi mà mất chất dinh dưỡng như vậy thì rất là tiếc. Và trong cái lúc mà Quang Quý nói như thế này
thì Phục Yến đang cứ vô tư để có thể thưởng thức những ly trà sâm ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả mọi người. Và tin chắc rằng là tất cả mọi người ở gia đình của mình, dù là những thành viên mà nhạy cảm với mùi sâm nhiều nhất, thì chúng ta cũng có thể uống một cách dễ dàng bởi vì cái vị thanh của nó, đúng không Phục Yến? Đúng rồi, nó rất là thơm, thanh, nhẹ và cảm giác rất là sảng khoái, dễ chịu. Phục Yến đang pha nó với nước ấm và cảm nhận là cái làn nước ấm mang theo cái hương vị của trà và sâm, nó dịu xuống cái phần cuống họng của mình nè, và nó để lại cái dư vị thanh rất là thích luôn quý vị ạ. Thường thì tất nhiên là người ta uống trà sâm, ban nãy Phục Yến rót khoảng hơn nửa ly như thế này, thì người ta uống người ta nhâm nhi từ từ, nhưng mà tại vì là uống lần đầu ngon quá nên là uống giúp một cái gần hết ly luôn rồi. Ở nhà thì Phục Yến nghĩ là ông bà cha mẹ của quý vị cũng sẽ rất là thích luôn. Những người lớn tuổi thì thường rất là thích uống trà, hay có thói quen là hãm trà vào trong ấm nè, uống vào buổi sáng, có thể là ngồi đọc báo, trò chuyện với con cái, mở tivi xem những cái chương trình buổi sáng chẳng hạn, rồi uống những cái ngụm trà để bắt đầu một ngày mới. Thì nếu như trước đây quý vị đang thử những cái loại trà khác thì ngày hôm nay mình có thể thay đổi, mình có thể là thử những dòng sản phẩm đến từ Hàn Quốc để mình cảm nhận hương vị của nó, xem mình có thích hay không. Mà Phục Yến nghĩ là ngay cả những quý vị khách mà chúng ta khó tính á, mình cũng sẽ rất là thích luôn. Đúng rồi thưa quý vị, và bên cạnh cái việc là chúng ta thích mình thưởng thức những dòng sản phẩm này mà nó còn tốt cho sức khỏe nữa quý vị nha. Tại vì từ lâu đến bây giờ thì chúng ta cũng thấy là sâm là một loại dược liệu rất là quý, và bên trong đó là có hàm lượng saponin rất là dồi dào đến từ đất nước Hàn Quốc, nơi được mệnh danh là vương quốc củ sâm. Và với hàm lượng saponin như thế này, khi mà đi vào ở trong cơ thể của chúng ta sẽ hạn chế quá trình oxy hóa của các tế bào ở trong cơ thể của mình. Tại vì theo khoa học đã chứng minh thì sau 25 tuổi, những cái hệ cơ quan tế bào trong cơ thể của mình bắt đầu có cái quá trình lão hóa và dần dần nó mất đi những cái chức năng, những cái tác dụng chính của nó, và khiến cho cơ thể của chúng ta sẽ dễ dàng dẫn đến những tình trạng như là bị mệt mỏi nè, bị uể oải nè, bị suy nhược cơ thể, đúng không nào? Đó, và bên cạnh với những người lớn tuổi nè, thì những người trẻ của chúng ta đừng tưởng là còn trẻ là chúng ta có thể là khỏe mạnh, giống như là mình quá tự tin về bản thân mình đi, mình quên đi cái việc chăm sóc bản thân của mình bằng những thực phẩm bảo vệ sức khỏe và bổ sung hàm lượng dinh dưỡng cho bản thân của mình quý vị nha. Với những dạng trà sâm như thế này, sử dụng một cách cực kỳ dễ dàng luôn, và những lúc mà bản thân Quang Quý thường hay làm việc với máy vi tính rất là mệt mỏi và rất là dễ dàng dẫn đến tình trạng căng thẳng, và những lúc căng thẳng như thế này á, nhiều khi á đang cầm điện thoại như thế này quý vị nha, đó, quăng điện thoại qua một bên rất là khó chịu và bực bội, thì lúc đó như thế nào? Phải mà, ước gì giá như mà chúng ta có một cái gói trà sâm ở kế bên. Nghe rồi sau đó là chúng ta có thể dễ dàng quăng điện thoại qua một bên. Đó, mình có thể rót trà sâm ra để mình thưởng thức. Tuy nhiên ở trong phim trường lần này thì tất cả trà sâm để bên chỗ Phục Yến hết rồi, Quang Quý buồn quá. Tại vì Yến xí hết trước rồi, biết sao không? Là tại vì lần đầu Yến thưởng thức trà sâm này mà hương vị ngon quá cho nên là giấu hết 50 gói của một hộp. Nhưng mà thật ra là Quang Quý có thể mua bộ này, là bộ của mình có tới là 3 hộp 150 gói, nên là Quang Quý đừng có sợ thiếu phần. Lát nữa là Yến chia cho Quang Quý một cái ly trà sâm nha. Mà khi mà uống trà sâm á thì mình cũng có thể là mình thưởng thức chung với những cái viên kẹo sâm luôn đó Quang Quý ơi. Không chỉ là mình sẽ thưởng trà không đâu, cái việc có thể là ăn với một ít bánh nè chẳng hạn, chúng ta có thể là ngồi trò chuyện ở bàn trà nè, để trà sâm, ăn một ít bánh hay là một ít kẹo sâm, hương vị cũng rất là thơm ngon, và tận hưởng một ngày mới đến ngập tràn hứng khởi. Đúng rồi đó quý vị, và với trọn bộ sản phẩm lần này, khi mà quý vị sở hữu những dòng sản phẩm chính của chúng tôi là những gói trà sâm quý vị nha, chúng ta sẽ có thêm quà tặng kèm theo, đó chính là hai gói kẹo sâm, và mỗi gói là có trọng lượng là 200 gram. Như vậy là quà tặng của chúng ta lên tới là gần nửa ký kẹo sâm nữa quý vị nha. Và từ đó thì chúng ta rất là dễ dàng và thuận tiện. Và thưa quý vị, khi mà Quang Quý cầm cái bịch kẹo này ở trên tay á, thì chị đạo diễn ở bên trong đã hỏi là có kéo chưa. Nhưng mà thiệt ra thì với dòng sản phẩm lần này chúng ta không có cần kéo để có thể mở ra quý vị nha. Nào, chúng ta có thể là nhìn kỹ vào ở bên trong là cái vỏ như thế này nè, có cả một cái đường cắt sẵn để chúng ta có thể tháo ra một cách cực kỳ dễ dàng. Đó, Quang Quý chỉ cần xé ra rất là nhẹ như thế này thôi, rồi đổ kẹo ra để mời mọi người cùng ăn trong gia đình của chúng ta là nhiều quá Phục Yến ơi. Quang Quý chỉ cần đổ ra thôi mà nó đã rớt ra ngoài luôn rồi. 200 gram như thế này thì chúng ta có thể là tha hồ ăn trong cả một cái khoảng thời gian quý vị nha. Chúng ta cũng có thể là hoàn toàn an tâm để có thể sở hữu cái dòng sản phẩm này. Bình thường thì Quang Quý tin chắc rằng trong gia đình của mình á, nhiều khi chúng ta cũng dặn các bé trong nhà của mình á, thì mình cũng hay ngại là việc là ăn kẹo quá nhiều, đúng không ạ? Tuy nhiên với dòng sản phẩm này thì kẹo sâm là có vị thanh ngọt và dễ dàng ăn nè. Đó, và cũng như là cũng có hàm lượng sâm ở phía bên trong, cho nên mọi người cũng có thể là hoàn toàn yên tâm. Quang Quý sẽ xé kẹo sâm ra cho tất cả mọi người cùng xem nha. Đó, ở bên trong vẫn là cái màu sắc rất là đặc biệt. Có người đang đi đâu qua đây vậy? Tại vì là Quang Quý đang nói ban nãy là không có mời trà, Quang Quý thì kỳ quá uống một mình, cho nên là bây giờ thấy ăn kẹo sâm nè, bây giờ thưởng trà sâm luôn cho đủ bộ nha. Ủa rồi bây giờ là Phụng Yến đưa cái này qua rồi, Phụng Yến có ý đồ là muốn lấy kẹo sâm qua bển đúng không? Đúng rồi. Mời một ly trà để mình qua mình ăn kẹo chung chứ. Ở nhà thì quý vị có thể là cùng thưởng thức kẹo với trà như thế này luôn, cả hai đều rất là thơm ngon quý vị nha. Đó, uống một ngụm trà thanh giọng lắm nè, đúng không? Sảng khoái nè. Rồi bây giờ thưởng thức thử hương vị của kẹo coi.
À, mùi kẹo rất là thơm nha mọi người ơi. Lúc nãy khi mà Quang Quý uống trà sâm á, thì khi mà Quang Quý chưa có thưởng thức và cũng rất là muốn uống thử xem như thế nào, và cũng sợ là cái mùi nó hơi nhẫn theo cái mùi rất là đặc trưng của sâm. Tuy nhiên thì uống vào thì cái mùi vị ngọt rất là thanh quý vị nha. Còn bây giờ sau khi á, mà uống trà xong thì bây giờ chúng ta sẽ ăn kẹo. Đó. Rồi hai đứa ăn kẹo hết rồi, đứa nào nói đây, đứa nào chia sẻ với quý vị khán giả. Đó, cho ngậm ngậm một chút xíu để nó tan đây nè. Thấy không, thấy nó tan cái vị của kẹo sâm. Mùi đúng rất rồi. Là thơm luôn và nó ngọt dịu thôi quý vị, nó không có quá gắt. Nhiều khi mình ăn kẹo mình sợ là nó ngọt gắt quá mình khó chịu. Người lớn thì không có thích là quá ngọt, nhưng mà cũng Yến thấy là kẹo sâm nó vừa vừa và nó có cái hương thơm của sâm nữa. Đúng rồi thưa quý vị, và trong lúc mà để dành thời gian cho Phùng Yến ngậm thì Quang Quý cũng đã hy sinh viên kẹo của mình. Nhưng mà không sao, mỗi gói kẹo như thế này thì rất là nhiều quý vị nha. Ngon à. Ủa sao bây giờ bạn lấy hết đồ của tôi rồi, ok bây giờ tôi sẽ tặng cho bạn cả một gói đồ này luôn, một gói quà ngày hôm nay. Rồi bỏ nó xuống đi. Đó, cả trọn một gói như thế này, một gói quà tặng sức khỏe nha, vừa có trà sâm vừa có kẹo sâm để Phùng Yến có thể về nè gửi cho cha mẹ của mình nè. Và với trọn bộ sản phẩm lần này thì mức giá cũng cực kỳ hấp dẫn, chỉ với 499.000 đồng mà thôi, cho nên quý vị cũng có thể là hoàn toàn yên tâm. Và nhắc lại một lần nữa, đây là trọn bộ sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, đảm bảo được chất lượng, cho nên là quý vị có thể là sở hữu một bộ sản phẩm, hai bộ sản phẩm hay thậm chí là 3-4 bộ sản phẩm. Và nếu mà gia đình của mình á, mình mua về để mình có thể là uống thôi á, thì Quang Quý tin chắc rằng mình cũng có thể là chia sẻ, tại vì một bộ sản phẩm như thế này có tới là 3 hộp lần quý vị nha, 3 hộp trà sâm và mỗi hộp là 50 gói nữa, cho nên chúng ta có thể chia sẻ với nhau một cách cực kỳ dễ dàng. Càng chia sẻ càng nhiều người thưởng thức thì càng thêm vui, đúng không nào? Chính xác. Và chúng ta lại còn được là miễn phí chi phí vận chuyển đến tận nhà nữa chứ. Chúng tôi sẽ đóng gói đầy đủ là 3 hộp trà sâm, thêm là 2 gói kẹo sâm quà tặng nữa quý vị nha. Đó, tất cả những sản phẩm sẽ được đóng gói vào trong thùng rất là gọn gàng, giao đến tận địa chỉ quý vị yêu cầu. Cho nên mình chỉ cần alo về nhà của mình, chẳng hạn ở dưới quê, chẳng hạn ở xa, chẳng hạn alo ba mẹ đã nhận được bộ quà của con gửi về chưa, được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc luôn nha, sâm Hàn Quốc nha, rất là yên tâm để có thể là lựa chọn. Rồi ba mẹ chỉ cần pha vô nước thôi là thưởng thức ngay, rồi thấy ngon hay dở thì gọi báo lên cho con. Và tin chắc rằng ba mẹ của mình cũng sẽ rất là bất ngờ và rất là thích thú với dòng sản phẩm này, đúng không ạ? Tại vì Quang Quý tin chắc rằng các bác đang rất là thích, những người lớn tuổi thường rất là thích những cái sản phẩm mới lạ và cái mùi vị như thế này. Và tin chắc nữa là các bác thì thường rất là thích những sản phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe của mình, đúng không nào? Cho nên là ngay bây giờ quý vị ơi, thời gian của chương trình đang đếm ngược rồi, cho nên hãy nhanh tay nhấc máy lên và điện thoại về cho chương trình. Quý vị cũng có thể đặt hàng thông qua website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn, cũng như là tải ứng dụng VTV Hyundai về máy tính bảng và điện thoại thông minh của mình. Chỉ cần chạm nhẹ mà thôi, chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc quý vị nha. Hãy lựa chọn ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe trà nhân sâm Ginseng House, sản phẩm được chiết xuất từ nhân sâm Hàn Quốc, có dạng bột rất dễ khuấy, dễ hòa tan, sử dụng tiện lợi và tốt cho sức khỏe. Và với dòng sản phẩm này, chúng ta có thể điểm qua những ưu điểm đặc biệt của nhân sâm Hàn Quốc quý vị nha. Hàm lượng saponin dồi dào giúp tăng cường hệ miễn dịch, tăng khả năng tập trung, chống mệt mỏi, phục hồi sức khỏe cho người bị suy nhược cơ thể, hỗ trợ làm giảm cholesterol. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chúng ta có thể mua sắm dòng sản phẩm này và nhiều đối tượng trong gia đình của mình có thể sử dụng quý vị nha. Người trưởng thành, người cần bồi bổ sức khỏe, người mới ốm dậy, người làm việc trí óc hay căng thẳng đều có thể dùng được. Và với chương trình lần này, chúng ta sẽ nhận được ngay quà tặng đặc biệt, đó chính là kẹo sâm Hàn Quốc, vị ngọt thanh giúp thơm miệng và sảng khoái tức thì. Chúc quý vị, ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị một combo sản phẩm để chúng ta có thể chăm sóc sức khỏe cho những thành viên trong gia đình của mình, đến từ thương hiệu Ginseng House, được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc quý vị nha. Đầu tiên đó chính là trà nhân sâm Hàn Quốc. Với món trà nhân sâm Hàn Quốc như thế này thì có thể uống khởi đầu một ngày mới một cách cực kỳ thoải mái và thuận tiện dành cho những người thân yêu của mình, đặc biệt là ông bà cha mẹ. Mùi thơm tự nhiên từ nhân sâm Hàn Quốc quý vị nha. Vị ngọt thanh nè, cũng như là cái mùi không quá đậm so với khẩu vị của ông bà cha mẹ của chúng ta, khởi đầu một ngày mới rất là nhiều năng lượng hơn. Sau khi uống trà xong thì chúng ta có thể ăn những viên kẹo sâm. Những viên kẹo sâm cũng được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc luôn, có giúp cho chúng ta cảm giác là thư giãn là cũng như là thơm miệng quý vị ạ. Trọn một bộ sản phẩm như thế này, mức giá cho combo 3 hộp, giá của nhà cung cấp là 630.000 đồng. Ngày hôm nay giá trên VTV Hyundai chỉ còn 499.000 đồng mà thôi. Và dòng sản phẩm này không chỉ là dành cho người lớn tuổi, mà với những người trẻ tuổi của chúng ta, hàng ngày phải đối đầu với áp lực công việc là stress rất là nhiều, và chúng ta cứ phải làm việc một cách căng thẳng như thế này, nếu không thư giãn thì chắc chắn là chúng ta không thể nào hoàn thành được công việc của mình, đúng không ạ? Những lúc đó thì chúng ta phải làm gì? Mình nghỉ ngơi thư giãn một ít phút nè, mình thưởng thức những ngụm trà nhân sâm Hàn Quốc đến từ thương hiệu Ginseng House quý vị nha. Được làm theo những gói rất là nhỏ nhỏ như thế này nè, chúng ta có thể mang theo ở bên mình, và những lúc căng thẳng chúng ta chỉ cần pha cùng với nước ấm hoặc là với nước lạnh tùy theo cái khẩu vị của mình.
mình chỉ cần khuấy đều mà thôi, sẽ giúp cho tất cả chúng ta có thể thư giãn một cách thoải mái. Với những bạn trẻ, nếu mà chúng ta đang trong kỳ thi hoặc là chúng ta phải học tập một cách căng thẳng nè, thì với dòng sản phẩm này cũng giúp cho chúng ta tăng cường trí nhớ và tập trung nhiều hơn, cùng với việc là chúng ta thư giãn tinh thần và mình nắm bắt được những cái kiến thức để mình chuẩn bị cho những kỳ thi sắp tới quý vị nha. Trong một bộ sản phẩm mức giá nhắc lại là 499.000 đồng, hãy nhanh tay sở hữu ngay cùng với VTV Hyundai Home Shopping. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc để có dòng sản phẩm khởi đầu câu chuyện trong mọi gia đình và chăm sóc sức khỏe quý vị nha. Hãy nhanh tay lựa chọn sản phẩm chính để mình nhận thêm được quà tặng đặc biệt, bao gồm là 2 gói kẹo sâm Hàn Quốc có vị ngọt thanh, giúp thơm miệng và sảng khoái thức thì. Và đặc biệt chỉ có trong chương trình lần này mà thôi, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trà nhân sâm Ginseng House combo 3 hộp 50 gói một hộp, tặng ngay cho quý vị 2 gói kẹo sâm với trọng lượng là 200g một gói quý vị nha. Giá nhà cung cấp 630.000 đồng, giá trình VTV Hyundai chỉ còn 499.000 đồng mà thôi. Sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, hãy nhanh tay sở hữu ngay. Ban nãy thì Quang Quý ý kiến là Phục Yến pha trà sâm mà pha có một ly có một mình Yến uống, cho nên là bây giờ Yến chuyển qua pha cái kiểu khác là pha nguyên một bình luôn, cho nên là lát nữa Quang Quý muốn uống thêm thì cũng có uống thêm, hay là mấy anh quay phim với chị đạo diễn rồi anh đạo diễn hình thực hiện chương trình này mình cũng có trà sâm để mình uống nha. Rồi ví dụ ở nhà của quý vị đó thì mình khi mà pha trà sâm thì mình có thể là chuẩn bị nước ấm nè, Phục Yến thì thích uống nước ấm, mỗi sáng thức dậy đó có thể uống một lượng nước ấm với trà sâm, hoặc là nếu mà nhà mình thích là nước lạnh thì vẫn được luôn, tại vì nó là dạng bột như thế này đó, quý vị nhìn cái dạng bột đó rất là dễ hòa tan vào ở trong ấm nha quý vị. Đó mình có thể là cho ngay trực tiếp vào, lắc lắc nhẹ thôi là nó sẽ hòa tan ra và mình sẽ có ngay trà sâm để mình uống. Rồi Quang Quý chờ một chút xíu đi, trà sâm người ta chừng chưa pha xong nữa mà đã đi qua đây xin trà rồi. Thấy đang pha cái là phải đứng đây trực chờ đó để mọi người có thể là nhìn thấy là Quang Quý đang rất là mong muốn để có thể là tiếp tục được uống trà sâm. Nhưng mà mọi người ơi, trong lúc mà Phùng Yến nè có thể là pha trà thì mọi người cũng có thể là nhìn lại chọn một bộ sản phẩm ngày hôm nay đi, chúng tôi mang đến cho tất cả mọi người nè. Đầu tiên là chúng ta sẽ có ngay là 3 hộp trà sâm quý vị nha, được những chia thành những cái gói rất là nhỏ như thế này, dạng bột hòa tan rất là dễ uống luôn. Mỗi gói là 3g quý vị và mỗi hộp có tổng cộng là 50 gói, chúng ta có thể pha một cách cực kỳ dễ dàng. Và bên cạnh đó, khi mà chúng ta có những hộp trà sâm rồi, chúng ta sẽ có quà tặng kèm theo, đó chính là 2 gói kẹo sâm như thế này, và mỗi gói là trọng lượng là 200g, chúng ta có thể là kết hợp cùng với nhau uống trà rồi ăn kẹo một cách cực kỳ dễ dàng. Trà pha xong rồi. Ủa người ta chưa mời mà. Kỳ. Quang Quý ơi uống đi. Cảm ơn Phùng Yến, Quang Quý uống đây. Ủa sao kỳ vậy? Mình phải rót cho phụ nữ trước chứ. Đây. Thì từ từ Quang Quý phải thử trước rồi coi có nó quá ngọt hay là nó như thế nào không, đúng không ạ? Đã uống trà của người ta rồi còn đâu có đâu đó. Bây giờ mọi người có thể thấy không ạ? Pha như thế này nè, chúng ta thấy là cái màu sắc nó rất là đậm quý vị nha, cũng như là mình tùy thuộc vào cái sở thích của bản thân mình, mình có thể là mình đổ một gói hoặc là hai gói hoặc là ba gói, nếu mà chúng ta mong muốn là mình có thể là tận hưởng được cái mùi sâm nó dạt dào và nó đậm đặc thêm một chút xíu quý vị nha. Đó, bây giờ Phụng Yến cũng đang thưởng thức kìa. Sao rồi, bây giờ pha đợt 2 có ngon như đợt 1 không? Hồi nãy Yến pha vô ly thì nó hơi đậm hơn một chút xíu, tại vì Yến là 2 gói luôn. Còn bây giờ pha vô bình thì cho nước nhiều hơn, nó lãng hơn, nhưng mà cái mùi sâm vẫn rất là đặc trưng, cũng cực kỳ dễ uống luôn. Tùy theo cái khẩu vị của quý vị mà mình có thể là pha 1-2 gói vào trong ly của mình quý vị nha. Nhưng mà uống dạng nào cũng chịu hết trơn á, cũng ngon hết trơn á. Và đúng rồi thưa quý vị, với việc là chúng ta có thể là uống trà một cách cực kỳ dễ dàng và tiện lợi, đặc biệt là trong những lúc mà cả gia đình chúng ta có thể sum họp cùng với nhau nè, mình uống trà rồi mình trò chuyện cùng với nhau, đó sẽ giúp là tăng thêm cái tình cảm gia đình của chúng ta. Và chưa kể là những lúc mà gia đình mình có những vị khách tới, đúng không ạ? Những vị rất là nhiều người đã có một cái quan điểm là Phùng Yến là khi mà khách mà rất là khách quý á nha, khi mà tới nhà thì mình mới có thể là mình mời khách những cái ly trà sâm như thế này rất là quý giá, đúng không ạ? Giống như là Quang Quý đang tới đứng kế Phùng Yến là cũng là khách quý, Quang Quý là khách quý, cho nên Phùng Yến mời Quang Quý uống trà quý. Mặc dù là không có mời, tự dành uống, nhưng mà thôi cũng coi là khách quý ha. Rồi bây giờ mình mời trà rồi mình không có thiếu đâu, mình mời thêm cho cái đủ bộ là mình mời thêm kẹo sâm nữa. Mà khi mà mình mời khách, mình cũng sẵn giới thiệu với khách luôn là khách đang uống trà được nhập từ Hàn Quốc nha. Rồi ăn kẹo cũng nhập từ Hàn Quốc luôn đó, cho nên là khách cứ yên tâm thưởng thức. Đây, mời khách một viên kẹo. Rồi đó, cảm ơn bạn chủ nhà rất là hiếu khách và rất là niềm nở, để từ đó là chúng ta có thể là có những cái viên kẹo như thế này. Đó, Quang Quý đưa gần lại cho tất cả mọi người chúng ta cùng xem nè. Đó, những cái viên kẹo là viên kẹo sâm và cái màu rất là đặc trưng quý vị nha. Và cái viên kẹo này lúc nãy Quang Quý cũng đã có thử rồi, thì cái vị của nó không quá ngọt và cái mùi sâm rất là thơm miệng, cho nên mọi người cũng có thể là yên tâm. Mình kết hợp cùng với trà sâm, kết hợp cái vị thanh của trà nè, cũng như cái độ ngọt vừa phải và cái mùi thơm của sâm sẽ giúp chúng ta cảm thấy vô cùng sảng khoái quý vị nha. Rồi, Quang Quý xong nhiệm vụ rồi, có trà có kẹo đi về đây. Ủa gì kỳ vậy khách, gì kỳ vậy?
Là tới ủa, là xong để vì vật chất xong vậy thôi đó hả? Thì mình phải có một cái mục đích nhất định để mình đi qua bên đó đúng không nào? Nhưng mà khi mà một hồi nữa ăn hết kẹo rồi hay là uống hết trà rồi thì đi qua bên đó nữa. À, nói chứ không cần lo đâu. Tại vì ví dụ như ngay cả khi mà Yến không có tặng cho Quý đó thì Quý cũng có thể tự mua với VTV Hình Đại học Shopping luôn. Bởi vì giá rất là hấp dẫn. Thay vì á, là Quý mua với giá nhà cung cấp là 630.000 đồng thì mới được bộ này. Thì ngày hôm nay là mình có là bộ này với 3 hộp trà là 150 gói, rồi thêm là 2 gói kẹo nữa, mỗi gói là 200 gram. Nhưng mà mình chi trả tổng cộng chỉ có là 499.000 đồng mà thôi quý vị nha. Rất là dễ với cái mức giá như vậy để mình có thể là mua sắm dành tặng cho những người thân yêu trong gia đình của mình nè. Và chúng tôi sẽ giao về tận nơi đúng cái địa chỉ mà quý vị muốn tặng quà luôn. Có thể giao về nhà mình nè, hay là giao về cho ông bà của mình, cho đối tác, cho thầy cô, cho những người mà chúng ta yêu thương trong cuộc sống. Đúng rồi đó quý vị, và Phụng Yến có để ý không? Ông Quý đã lấy luôn cái gói quà bên chỗ Phụng Yến rồi, đi qua để tặng mọi người nè. Người ơi hãy nhanh tay sở hữu dòng sản phẩm này của chúng tôi quý vị nha. Chỉ cần alo tới tổng đài mà thôi, chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc và tất nhiên là miễn phí chi phí vận chuyển quý vị nha. Hãy lựa chọn ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe trà nhân sâm Ginseng House, chiết xuất từ nhân sâm Hàn Quốc, dạng bột dễ khuấy, dễ hòa tan, tiện dụng và tốt cho sức khỏe. Ưu điểm đặc biệt của nhân sâm Hàn Quốc, hàm lượng saponin dồi dào, giúp tăng cường hệ miễn dịch, tăng khả năng tập trung và chống mệt mỏi, giúp cho hồi phục sức khỏe cho người bị suy nhược cơ thể và hỗ trợ làm giảm cholesterol quý vị nha. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm phù hợp sử dụng cho nhiều đối tượng như người trưởng thành, người cần bồi bổ sức khỏe, người mới ốm dậy, người làm việc trí óc hay căng thẳng. Quà tặng đặc biệt chỉ có trong chương trình lần này, kẹo sâm Hàn Quốc, vị ngọt thanh giúp thơm miệng và sảng khoái tức thì. Hãy lựa chọn ngay trọn bộ sản phẩm bao gồm là 3 hộp trà nhân sâm Ginseng House, mức giá nhà cung cấp 630.000 đồng, giá trên VTV Hyundai chỉ 499.000 đồng mà thôi. Được nhận thêm đó là 2 gói kẹo sâm quà tặng, 200 gram một gói quý vị nhé. Yên tâm với dòng sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Thưa quý vị, những viên kẹo sâm rất là thơm ngọt như thế này sẽ là món quà để gửi tặng đến cho tất cả quý vị. Trời ơi, nhiều quá luôn quý vị ơi. Gần nửa ký quý vị nha. Tổng cộng chúng ta sẽ có 2 gói kẹo sâm như thế này là món quà mà chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị, cũng được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Khi mà quý vị sở hữu dòng sản phẩm chính trong chương trình kỳ này, đó chính là 3 hộp trà sâm, và từ đó chúng ta có thể kết hợp một cách cực kỳ dễ dàng nè. 3 hộp trà sâm là 2 gói kẹo sâm nè, kết hợp cùng với nhau, đây là một món quà cho sức khỏe nè, để cho những thành viên trong gia đình của chúng ta có thể thoải mái uống trà, ăn kẹo một cách cực kỳ dễ dàng và thuận tiện quý vị nha. Và ngày hôm nay quý vị các bạn, chúng ta sở hữu bộ sản phẩm này lại còn rất là dễ dàng hơn nữa khi mà chúng tôi gửi đến mức giá rất là hấp dẫn cho gia đình của mình, và lại còn giao hàng tận nơi, hoàn toàn miễn phí chi phí vận chuyển nữa chứ. Mức giá chỉ có là 499.000 đồng mà thôi quý vị nha, so với giá của nhà cung cấp là 630.000 đồng. Trong một bộ sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, mình yên tâm về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, cho nên hãy nhanh tay lên để mình đặt hàng nào. Đúng rồi thưa quý vị, thời lượng dành cho chương trình kỳ này cũng không còn nhiều đâu quý vị nha. Nếu mà bỏ lỡ cơ hội này thì Quang Quý xin chắc rằng mọi người sẽ hơi tiếc đó nha. Tại vì cái sự kết hợp như này rất là tuyệt vời. Từ nãy tới giờ Quang Quý và Phụng Yến là hai người đã thử một cách trực tiếp với sự kết hợp như thế này rồi. Tin chắc là những thành viên trong gia đình của chúng ta cũng rất là yêu thích luôn. Đây là những sản phẩm giúp cho chúng ta có thể là vừa thư giãn tinh thần và bồi bổ cho sức khỏe của mình nữa. Và tin chắc rằng mọi người cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi những dòng sản phẩm này sẽ được giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc và miễn phí chi phí vận chuyển. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Rất là hy vọng tất cả mọi người đã có những phút giây thư giãn thật thoải mái cùng với trà sâm và kẹo sâm. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị mua sắm những dòng sản phẩm tiếp theo trên VTV Hyundai Đại học Shopping. Quang Quý với Phụng Yến uống trà sâm, ăn kẹo sâm tiếp đây. Tạm biệt. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn.